Xin cảm ơn chia sẻ của anh Tài về tham gia của cuộc thi. Có một câu hỏi nữa, em nghĩ là sẽ là rất là hay để cho anh Hoàng hoặc là anh Cương trả lời. Đấy là các bạn hỏi là tôi có cần giỏi tiếng Anh để tham gia Vietchallenge hay không? Thì theo như anh Hoàng giới thiệu đấy ạ, thì anh Hoàng từng là một sếp tham gia cuộc thi của Vietchallenge những năm về trước, Alobase. Thì chắc là anh Hoàng có thể giúp trả lời câu hỏi này cùng với chia sẻ với một của khán giả là một vài kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân khi mà anh tham gia hành trình Vietchallenge của mình với Alobase. Xin cảm ơn Liên. Thì với vai trò là Alobay đã từng tham gia cuộc thi Vietchallenge ấy, thì theo mình nghĩ là Vietchallenge là cuộc thi toàn cầu. Vì thế tiếng Anh là lên là ngôn ngữ chủ đạo để các bạn có thể nói chuyện được với cả những cái nhà đầu tư quốc tế. Nếu không thì các sản phẩm startup của bạn sẽ hơi khó để có thể đi xa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Với kinh nghiệm của Alobay thì chúng tôi cũng đã có được một cái hành trình rất là tuyệt vời trong cuộc thi Vietchallenge. Thì qua cái hành trình tuyệt vời đó thì chúng tôi nhận ra là những cái startup Việt ấy thì cần phải focus khá là nhiều vào phần thị trường, đặc biệt là những cái thị trường có tốc độ tăng trưởng cao, thị trường phải đủ lớn và có khả năng mở rộng ở khắp mọi nơi. Tuyệt vời nhất là khả năng có thể mở rộng được ở Mỹ. Đó là những thứ mà rất nhiều nhà đầu tư, không không chỉ là những nhà đầu tư ở Mỹ mà rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới đều quan tâm. Vì như các bạn cũng đã biết, thị trường Mỹ thì rất là lớn, lớn nhất thế giới, và sau đó là những cái thị trường khác như là thị trường châu Âu hoặc là Trung Quốc. Tuy nhiên là nếu mà chỉ to không thì cũng không đủ, mà bạn phải đảm bảo rằng là các cái số liệu mà bạn đưa ra là phải chính xác, có nguồn dẫn rõ ràng từ các cái trang thông tin uy tín, và cái chiến lược của bạn thì phải sâu ra được là bạn có khả năng phục vụ được cái thị trường này. Ngoài ra còn những cái kinh nghiệm khác, như là chúng tôi thấy rằng là các nhà đầu tư họ cũng rất quan tâm đến những chỉ số như là chỉ số CIC, là chi phí bỏ ra để có được một khách hàng trả tiền, hay là LTV, là chỉ số vòng đời của khách hàng, cũng rất quan trọng. Theo lời khuyên của tôi thì mỗi startup tham gia ở các cái thị trường khác nhau thì nên xây dựng cho mình những bộ chỉ số khác nhau. Nếu cái thị trường của các bạn đã tốt rồi thì bạn cần chú ý tập trung vào cái phần sản phẩm. Có một số các startup khi tham gia vào Vietchallenge, nếu mà cái phần sản phẩm của các bạn chưa hoàn thiện hết thì các bạn cần phải là ít nhất các bạn cũng phải tạo được một cái MVP đẹp và trơn tru để có thể thuyết trình về cái sản phẩm này. Và trong quá trình thuyết trình thì các bạn cần phải lưu ý rằng là cái thuyết trình của bạn phải làm sao đủ đơn giản để ban giám khảo có thể hiểu được. Nếu mà người nghe họ thấy phức tạp thì có nghĩa là cái sản phẩm mà bạn thuyết trình nó chưa đủ tốt. Ngoài ra thì có một cái góp ý cá nhân của tôi, thì trong cái quá trình hoàn thiện cuộc thi thì các bạn phải cố gắng hoàn thành các cái cam kết đối với cả những cái mentor và đưa ra được các cái traction tốt nhất có thể. Luôn chuẩn bị kỹ và cần một chút may mắn. Đó là lời khuyên của tôi. Anh Cường có bổ sung gì không ạ, anh Cường? Mình có bổ sung một chút, đấy là cái quá trình mà tham gia ở Vietchallenge ấy thì các bạn sẽ phải được, cái quan trọng nhất là mình nghĩ là cái tinh thần mindset là cởi mở, vì phần lớn các startup tham gia Vietchallenge đều chưa gọi vốn quá 1 triệu đô, và do đó thực ra chưa bao giờ nhìn nhận business ở một cái góc độ chuyên nghiệp. Do đó khi mà các mentor là những người rất là có kinh nghiệm góp ý thì có thể là các bạn cảm thấy cũng không phải ai cũng cũng dễ tiếp thu, không phải là mentor nào góp ý, nhiều người mentor góp ý cũng rất là thẳng thắn và rất là trực diện. Thì mình nghĩ là ở góc độ một founder ấy, thì đặc biệt là trong những giai đoạn bắt đầu khởi nghiệp ấy, thì phải chịu khó lắng nghe. Có thể là mình không hoàn toàn nghe theo lời khuyên của họ bởi vì nó không phù hợp với mình, nhưng mà một cái thái độ cầu thị ấy, thì sẽ khiến cho người khác muốn chia sẻ nhiều hơn những cái hiểu biết và những cái kinh nghiệm của họ với bạn, và từ từ một cái pool, một cái nguồn lực, một cái nguồn kinh nghiệm lớn như vậy, bạn có thể chọn lọc ra những cái phù hợp nhất với startup của bạn. Còn nếu ngay từ đầu mà chúng ta giữ một thái độ rất là cứng nhắc và rất là close thì những người mentor và kể cả những người khác mà không muốn góp ý thêm cho cái sản phẩm của bạn, và đặc biệt đối với Vietchallenge thì cái mạng lưới mentor là những cái người chuyên gia mà chúng tôi phải rất là mất công mời, và họ người rất là chất lượng, thời gian của họ rất là bận, thì cái sự góp ý của họ
không phải lúc nào cũng là dễ nghe và dễ tiếp thu. Mà tuy nhiên thì lời khuyên của tôi đó là các bạn hãy khiêm tốn và cầu thị. Có thể bạn sẽ không thực hiện theo lời khuyên của họ, nhưng thái độ khiêm tốn và cầu thị của bạn sẽ mở ra nhiều cơ hội khác và nhiều góc nhìn khác. Đó. Tôi chỉ bổ sung thế thôi ạ.